bạn đang sở hữu doanh nghiệp và bạn cần logo. Hơn thế nữa, bạn cần một bộ nhận diện thương hiệu đẳng cấp. Hãy để chúng tôi giúp bạn. Bằng sự sáng tạo và tâm huyết của mình, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những logo đẳng cấp nhất, tuyệt vời nhất. Bạn có thương hiệu, còn chúng tôi có bệ phóng hoàn hảo. Mebo, bệ phóng cho doanh nghiệp. Bị Ủy ban Nhân dân Lý Sơn tố mạo danh tỏi đen huyện đảo này trên sóng Shark Tank. CEO 8X giải thích là do hiểu lầm. Xuất hiện tại mùa 1 Shark Tank Việt Nam, startup chuyên làm các sản phẩm tỏi đen của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại IMV đã thu hút sự quan tâm của khá nhiều cá mập trong chương trình. Nhận được đề nghị đầu tư từ cả Shark Vương, Shark Khoa và Shark Linh, nhưng startup vẫn ra về tay trắng do không đồng ý với tỷ lệ cổ phần hoán đổi. Tuy nhiên, gần đây, startup này bị Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn tố đưa ra những thông tin không chính xác trên truyền hình, như tuyên bố bán được đến 300kg tỏi cô đơn của Lý Sơn, trong khi cả huyện mỗi tháng chỉ cung ứng 500kg. Chia sẻ có vùng nguyên liệu trồng tỏi tại Lý Sơn, trong khi huyện chưa giao đất hay thỏa thuận giao đất cho đơn vị nào dùng làm vùng nguyên liệu. Tự ý sử dụng thương hiệu tỏi Lý Sơn, thương hiệu vốn thuộc về tập thể. Để phản hồi lại, gần đây CEO Trần Minh Quang đã có những phát ngôn chính thức gửi đến báo chí. Thứ nhất, về vấn đề IMV khẳng định sử dụng nguyên liệu là tỏi Lý Sơn, anh Quang cho biết họ thu mua tỏi Lý Sơn thông qua một nhà cung cấp có uy tín trên thị trường, có hóa đơn đầu vào xác nhận. Vào thời điểm tham gia chương trình, startup đang thu mua khoảng 25kg tỏi Lý Sơn một tháng. Trong phần trả lời chất vấn từ Shark, tổng doanh thu bán ra 300kg tỏi trên một tháng đã bị nhiều người hiểu lầm đó là doanh thu đến từ tỏi Lý Sơn. Con số trên là tổng doanh thu của công ty trong một tháng đến từ nhiều nguồn sản phẩm khác nhau, chứ không riêng tỏi Lý Sơn một nhánh. Và câu hỏi của Shark là về doanh thu của công ty, chứ không phải riêng một mặt hàng nào. Anh Quang lập luận. Thứ hai, về vấn đề sở hữu 3 hectare trồng tỏi Lý Sơn, CEO cho biết, tại thời điểm tham gia ghi hình chương trình, IMV đang có ý định mở vùng nguyên liệu 3 hectare để mở rộng sản xuất, nên họ có trình bày với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, việc hợp tác giữa startup và một đối tác người địa phương không thành công nên dự định phải dừng lại. Cuối cùng là vấn đề sử dụng thương hiệu tỏi Lý Sơn, thương hiệu thuộc về tập thể chứ không riêng cá nhân nào. Để truyền thông, anh Quang cho biết do một số nguyên liệu thu mua và sử dụng là tỏi Lý Sơn nên khi truyền thông, họ đã sử dụng cụm từ tỏi Lý Sơn một nhánh để thông tin về nguồn gốc nguyên liệu. Đầu năm 2018, tỏi Lý Sơn không còn nằm trong danh mục sản phẩm kinh doanh của IMV nên chúng tôi đã thay đổi toàn bộ bao bì sản phẩm và không sử dụng cái tên tỏi Lý Sơn trên bao bì sản phẩm và truyền thông nữa. Về phần mình, sau quá trình tiến hành rà soát, kiểm tra lại, phía chương trình Shark Tank Việt Nam khẳng định startup đã nộp đủ hồ sơ và hoàn toàn hợp lệ để tham gia vào vòng ghi hình phát sóng. IMV xuất hiện trong tập 16 của chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 1, phát sóng vào sáng ngày 24 tháng 2 năm 2018 trên kênh VTV3 của Đài truyền hình Việt Nam. Trong video clip thuyết trình trên Shark Tank, Lê Minh Hồng Phúc có trình bày sản phẩm đem lại doanh thu cao nhất của startup này là tỏi cô đơn Lý Sơn, 120.000 đồng cho một lọ. Trước câu hỏi, tháng vừa rồi bọn em bán được bao nhiêu sản phẩm đấy của Shark Phú? Phúc cho biết IMV bán được 300 ký trên một tháng. Bạn nghĩ gì vì thông tin vừa rồi? Hãy comment xuống dưới nghe video này để chia sẻ cảm nghĩ của mình thôi nào. Và đừng quên đăng ký kênh của chúng mình để đón chờ những video tiếp theo nhé! Tin tức được biên tập bởi báo điện tử Trí Thức Trẻ, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.